Đây là khu vực Sa Bàn của dự án City Grand, chủ đầu tư là Kiến Á. Thì chiều qua vừa mở bán đợt 1 200 căn, thì tiêu thụ cũng khoảng được hơn 80% số lượng 200 căn đó. Đây là nằm trong khu vực gần cảng Cát Lái, quận 2. Thì chỉ có khu vực này thì nó là cái giá mà thấp nhất của khu vực quận 2 thôi, thậm chí còn rẻ hơn những khu vực của quận 9 giáp với quận 2. Thì khu này tiềm năng là sau này là sẽ lại có cầu Cát Lái, nhưng mà cầu Cát Lái sẽ rất là lâu để hoàn thiện. Nhưng mà bên trong này thì khu dân cư đã về ổn định rồi, các căn nhà phố và đã có những cái lốc City Homes cũng đã bàn giao lâu vài năm và cũng đã có sổ. Đây là cái dự án mà cao cấp nhất của Kiến Á về mặt chung cư của khu vực này, của khu vực bên Cát Lái. Thì đa số các căn hộ ở đây 2 phòng ngủ là tầm khoảng 54m2 tim tường, thì đâu đó cũng gần 60m2. Xin lỗi, là 50m2 thông thủy, 55m2 thông thủy cho căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Thì dự án của mình là tổng là gần 600 căn. Đây là khu vực căn hộ, còn đây là khu vực mà office tower. Tòa office tower phía trước là sẽ có những căn nhà phố. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái khu tổng thể của cái khu Cát Lái đây. Thì cái vị trí của chúng ta là sẽ đi theo đường Mai Chí Thọ qua Đồng Văn Cống và quẹo trái vô đường Võ Chí Công. Chúng ta có thể đi thẳng qua đây, Đồng Văn Cống mà quẹo trái vô nguyên cái khu. Thì bên trong đó gồm có những cái khu đây, City Homes là đã bàn giao rồi. Từ cái khu vực đường Đồng Văn Cống ở phía ngoài đây, cái cuối này là được khu vực cảng Cát Lái của chúng ta. Thì tới đoạn giữa này thì chúng ta quẹo trái vô, thì toàn cái khu bên đây là cái khu mà Kiến Á và khu đô thị Cát Lái ở đây. Thì cái khu vực này là cỡ City Home đã bàn giao mấy năm nay và đã có sổ rồi. Thì hiện bây giờ là đang bàn giao những cái căn cho khách hàng dự án City Soho. Thì trước đó thì Kiến Á cũng đã bán City Esto, City Anto và cũng đang xây dựng. Tất cả đều đã lên hoàn thiện khá là nhiều rồi cái khu này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bán là cái khu City Grand ở đây. City Grand thì cái mặt ra phía bên kia là chúng ta sẽ nhìn về cái khu vực. Khu dân cư hiện hữu phía sau. Ngoài ra bên cạnh đó thì chúng ta đã có nguyên cái khu này là khu nhà phố của Kiến Á, sau này sẽ xây dựng. Còn khu bên đây thì những cái giải mà nhà phố liên kết cũng đã bàn giao rồi. Ngoài ra chúng ta còn có bên đây là khu tòa án. Tòa án đã đi vào hoạt động, và những cái trường tiểu học, trường mầm non ở đây thì đã hoàn thiện rồi. Còn hiện là chúng ta vẫn có chưa có cái khu chùa, bệnh viện và trung tâm thương mại, là trong tương lai sẽ có. Đây là tổng thể cái khu đô thị cảng Cát Lái, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
thính chị nào hiện đang quan tâm về dự án căn hộ ở đây thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Và cái khu dự án City Grand thì đó là cái dự án căn hộ mà cao cấp nhất tại thời điểm hiện nay của cái dòng sản phẩm Kiến Á mà tại khu đô thị Cát Lái này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.